Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ quay lại một cái căn nhà. Cái việc tìm nhà của mình là nhà dưới thị trường nữa nha. Thì khi mình mua nhà thì mình suy nghĩ giống như nhà đầu tư. Nếu mình suy nghĩ giống như nhà đầu tư thì bình thường á, nhà đầu tư ít khi nào mua những cái nhà mới. Chỉ mua những căn nhà đã qua sử dụng, nghĩa là nhà cũ á. Nói cũ thì không cũ. Căn này cũng xây dựng gần đây thôi, năm xây dựng là 2004. Thì những căn xây dựng sau năm 2000 này cũng chưa đến nỗi là cũ. Thì đây là một căn tiềm năng ở khu Katy ở Texas. Thì chỗ Katy nhà cũng khá mắc. Tuy nhiên đây là một căn giá dưới thị trường nha. Thì căn này nó bán là 205.000, 4 phòng ngủ 3 phòng tắm, diện tích là 2.188 square feet. Thì cái căn này á, khi mình vào website á, mình coi là cái giá những căn nhà xung quanh á, đây là những căn nhà xung quanh á, giá ít nhất là 250.000 trở lên, có những căn nó tới là 300.000. Thì khu vực này là trên 200.000 hết nha các bạn. Đặc biệt là những cái căn gần căn nhà này á, là bán 250.000, 260.000 trở lên. Thì căn nhà này là nó bán dưới giá thị trường nha các bạn. Thì khi đi tìm những căn nhà dưới giá thị trường á, là mình đã tiết kiệm được cái thời gian với lại tiền ở ban đầu rồi. Thì tiết kiệm được cái tiền ở phía ban đầu. Thì đây là căn nhà nè. Căn nhà này thì có garage đậu 2 chiếc ở phía trước chạy vô. Thì căn nhà này thường mua những căn nhà mà dưới giá thị trường á, thì cần phải sửa lại. Có những mục mình phải sửa lại thì mình phải đi tới coi và ước lượng cái giá, rồi xong rồi cái tiền mà sửa chữa là bao nhiêu. Thì đây là một căn ở KD Texas. Thì khi đi tới trung tâm Houston cũng không xa lắm nha các bạn. Thì đây là cái hình của căn nhà nè. Gạch này gạch đỏ. Phía trước căn nhà cũng khá tùm, do đó phải dọn dẹp lại. Đây là phía trong căn nhà nè. Trần nhà thì thấy cũng không cao lắm. Cái nền thì chỗ này á, đã là có gạch rồi. Đây là bếp nè. Bếp này nếu tăng cái giá trị thì lên sẽ thay bằng đá granite. Cái bếp này hiện tại nó vẫn bằng cái tấm này á, nó cũng không có thấm nước. Tuy nhiên nếu mà về lâu dài á, để mà nâng giá trị căn nhà thì thường người ta sẽ thay luôn cái đá granite. Màu của nó thì sơn lại cái màu là neutral là trung tính á, thì nó sẽ có giá trị hơn. Cái màu của nhà nhiều khi sơn những cái màu mà nó sẽ tối hoặc là sáng quá thì nhìn nó không có giá trị lắm. Thì đây là cái half bath nè. Phòng ngủ thì nó có thảm thì về thay thảm thì nó sẽ bằng gỗ thì nó giá trị hơn. Đây là một phòng ngủ nữa. Thì căn nhà này 4 phòng ngủ. Phía sau hàng rào này thay hàng rào mới luôn. Thay hàng rào mới để căn nhà nhìn nó tươm tất hơn. Cái hàng rào này rất là cũ à. Thì chủ nhà này bán là mình phải cần phải sửa chữa lại một ít. Căn nhà này 2 lầu nha các bạn. Thì nó để là 4 phòng và có game room và some TLC. TLC nghĩa là Tender Love Care, nghĩa là cần phải sửa chữa một ít á, rồi phải upgrade nâng cấp lên. Thì cái giá nhà này người ta muốn bán nhanh, do đó là người ta để cái giá là dưới giá thị trường.
Bây giờ cái giá anh ta bán là 205 ngàn. Thì khi mình nhìn vào cái giá của cái nhà đó, thường mình vô mình coi những cái nhà xung quanh nó giá bao nhiêu, cộng với diện tích căn nhà này á, cái giá 205 ngàn là rẻ so với những căn nhà có ở trên giá thị trường hiện tại. Đó, đây là những thông tin căn nhà. Thì nếu mà mình mua nhà này cho thuê thì ít nhất cũng khoảng 1.800 trở lên. Tuy nhiên đi sau khi mình sửa đẹp thì mình có thể thuê hơn là 1.800 chỗ này. Trường học thì chỗ này là đánh giá là trung bình thôi. Tuy nhiên nếu mà mua nhà để đầu tư hoặc là mua nhà để tiết kiệm hồi ban đầu, thường cái phần cái giá là quan trọng hơn. Mình coi cái giá dưới giá thị trường mua là mình đã tiết kiệm được rồi, hoặc là nhà đầu tư đã lời rồi, bằng cách là vào cái chỗ là lot line nè. Lot line mình coi cái nhà, giá nhà xung quanh là bao nhiêu. Khi mà giá nhà xung quanh của mình đó, ở đây á, là cao hơn giá nhà mình, nghĩa là giá mình dưới giá thị trường rồi. Thường người ta xây nguyên cái khu mới á, thường cái xây những cái nhà xung quanh là cũng khá giống nhau. Do đó những cái căn nhà mà xung quanh giá nó cao nhà này á, thì cái giá nhà này là dưới giá thị trường nha các bạn. Cộng với lại cái diện tích hiện tại là 2.188 square feet. Thì tính theo cái số tiền một square feet á, thì cái này có 94 đô la một square feet rồi. Một square foot vuông á. Do đó vẫn dưới giá thị trường. Bây giờ xây một cái căn mới là khoảng 150 đô trở lên. Mà cái căn này nó bán chỉ có 94 đô một square footage. Đó. Mà cái xây cái năm này là 2004. Thì khi mình mua nhà, mình ở, mua những căn nhà giống như mình nhà đầu tư, mình đi tìm những căn nhà người ta đã ở qua rồi á, và dưới giá thị trường thế này á, nếu mà mình tìm những căn nhà thế này mình đã dành tiền được rồi, thì đây là một trong những căn nhà nhà đầu tư có thể mua. Cái người mà mua nhà cũng phải cạnh tranh với nhà đầu tư trong trường hợp này. Nếu mà ai có tiền mặt mua càng dễ, do là mua khá sẽ những cái chủ nhà rất rất muốn bán. Tại vì căn nhà nếu mà muốn bán cho người bình thường mua mà đi finance, đi vay tiền á, là cái người kiểm tra nhà phải tới là kiểm tra nhà rồi đánh giá nhà rồi hư hại nhiêu rồi ta mới cho vay tiền. Thì những nhà đầu tư có thể có những nguồn tiền mà họ đi vay nóng hoặc là trả tiền khác sẽ mua những căn nhà rất là dễ. Thì nếu mình mua nhà mà theo một cái ý tưởng của mình là đúng đúng như ý tưởng của nhà đầu tư, mình sẽ mua những căn nhà rẻ luôn như thế này. Thì cái khu khê đì ở nhà cũng khá mắc, do đó cái giá này cũng rẻ nha các bạn. Thì mỗi ngày sẽ có những cái căn giá rẻ như thế này, nếu mọi người đi tìm mua thì sẽ để dành được tiền hồi ban đầu. Và nếu mà ai mà đầu tư, thường nhà đầu tư thì họ luôn luôn thích những cái căn như thế này để mua. Họ lùng không mua những căn dưới giá thị trường, tại vì nhà mới ít khi nào mà bán giá dưới giá thị trường. Nhà mới thì bán bằng giá của giá thị trường thôi. Xây nhà, người ta xây nhà xong lúc nào người ta cũng bán bằng giá thị trường hoặc cao hơn thôi. Chỉ có cách là mua mua nhà dưới giá thị trường là mua những cái nhà cũ thôi và sửa lại, chấp nhận sửa lại thì mới kiếm lời, hoặc là để dành tiền cho mình ở ban đầu. Thì căn này là 205 ngàn. Chỉ có hiện tại ở Houston, so sánh với thành phố người Việt ở nhiều á, Houston thì nhà còn khá nhiều và nhà mới hơn. Còn một thành phố ở Texas nữa là Garland ở bên đây á, Garland ở đây với lại thành phố Arlington á, thì nhà hiện tại cũng ít lại rồi, không còn nhiều như thế. Còn ở Houston vẫn còn nhiều nhà.
Thì đây là một căn tiềm năng, các bạn nào có điều kiện á có thể đi coi và mua. Thì những căn thế này thì mình mua, mình đi tìm những căn mà rẻ như thế này mình sẽ mua và chấp nhận sửa lại. Và nếu mà gọi là tài chính tốt á, thì có thể cho thuê một vài năm. Sau khi cho thuê một vài năm thì giá nhà nó sẽ tăng lên. Ngoài cái việc cho thuê lấy tiền thì nó có cái giá nhà sẽ tăng trong những năm đó. Thì cái nhà mình sau đó và một vài năm mình có thể bán lại. Đó là cách mà đầu tư lâu dài. Còn một số người đầu tư là mà sửa để bán liền, flip cái nhà này, sửa bán liền thì đó cũng là một cách. Tuy nhiên nếu mà có cái nguồn tài chính dồi dào á, thường người ta sẽ mua, người ta cho thuê thời gian rồi người ta mới bán. Như căn này sau khi sửa xong thì cái giá thị trường của nó bán ít nhất còn khoảng trên 200 260 trở lên. Đây là một căn chia sẻ cho cả nhà, nếu mà ai có điều kiện muốn ở khu vực này có thể đi tìm để mà mua. Chúc cả nhà mua được nhà giá rẻ nha. Xin chào tạm biệt.